Ça va, tous les enfants? Hôm nay các bạn cùng cô vào một bài học mới nha. Bài học hôm nay hơi khó, cho nên các con tập trung nghe cô giảng và nghe thật kỹ. Đừng lo ra, đừng mê chơi nha. Bài học hôm nay của các bạn có tên Les pronoms personnels sujet. Có nghĩa là gì? Nó là một đại từ nhân xưng làm chủ ngữ. Đại từ này con dùng trong câu, luôn đứng đầu câu để làm chủ ngữ của một câu. Người ta gọi là les pronoms personnels sujet. Đầu tiên con sẽ học phần singulier, có nghĩa là phần số ít, chỉ có một người thôi. Cách dùng đại từ nhân xưng làm chủ ngữ cho một người, người ta gọi là số ít. Các bạn chú ý nha. Đầu tiên đó là je hoặc j phẩy. Je có nghĩa là tôi. Tu là bạn. In là anh ấy. Elle là cô ấy, chị ấy. Bốn đại từ nhân xưng này chỉ một người thôi, nên người ta gọi là số ít. Trong câu các con sử dụng những đại từ nhân xưng số ít để nói về một người. Các bạn chú ý ha. Mời các bạn xem tiếp. Fais attention. Đây là phần phải chú ý. Ngoài cách đại từ nhân xưng sử dụng cho người, đại từ nhân xưng in còn sử dụng thay thế cho động vật. Và động vật này phải là giống được. Đây là le lapin. Le lapin nó là có chữ đầu là le. Le là hiển thị cho masculine, giống đực. Một từ giống đực nha. Các bạn sẽ thay thế bằng in nếu nó làm chủ ngữ trong câu. Cô cho ví dụ như sau. Le lapin mange de la carotte. Con thấy le lapin có chữ le thì tất cả những con vật bắt đầu bằng chữ le con đều được phép thay bằng chữ in cho đại từ trong câu. In mange de la carotte. Đây là phần chú ý về đại từ in. Con nhớ nha. Faites attention. Lại chú ý nữa. Với đại từ elle, con cũng được phép thay cho một động vật nhưng nó phải là con vật giống cái bắt đầu bằng chữ la. Cô ví dụ la giraffe est grande. Con vật la giraffe, con hươu cao cổ bắt đầu bằng chữ la thì có nghĩa tất cả những con vật có chữ la con đều có quyền thay thế bằng đại từ elle. Elle grande. Đó là hai chú ý cho đại từ nhân xưng làm chủ ngữ ở số ít. Các bạn nhớ xem nhiều lần để nhớ cách sử dụng đại từ nhân xưng cho đúng nha. Phần tiếp theo, cô sẽ giới thiệu với các bạn les pronoms personnels sujet pluriel.
đại từ nhân xưng, làm suire tức làm chủ ngữ, và chúng ta sử dụng ở pluriel là số nhiều. Với tiếng Pháp hay tiếng Việt, số 2 là được gọi là số nhiều rồi nha các bạn. Cho nên khi con thấy từ 2 người trở lên, 2 con vật trở lên, 2 đồ vật trở lên thì tất cả đều là số nhiều hết. Các bạn chú ý nha. Cô bắt đầu với đại từ nhân xưng số nhiều. Nous là chúng tôi. Vous là các bạn. In có S, nó khác với số ít là in có S. Các anh ấy, họ. Con có quyền dùng chữ họ để biểu thị số nhiều. N có S, khác với N số ít. N này có S, biểu hiện số nhiều. Các cô ấy, các chị ấy, hoặc là họ. Con có quyền dùng chữ họ nhé. Đây là tất cả những đại từ nhân xưng làm chủ ngữ ở số nhiều. Từ 2 người trở lên, con sử dụng được số nhiều của đại từ này. Chú ý nghe và học kỹ giùm cho cô nha. Faites attention. Ở phần số nhiều, cô cũng lưu ý với các bạn như sau. In số nhiều, tập trung nha. Chỗ này rất khó. Nó khó hơn số ít nha các bạn. In số nhiều cũng được thay thế cho động vật nha, nhưng cũng ở số nhiều, và các bạn phải chú ý. Đây, le chat, đúng không các bạn? Con mèo. Le chat, các con nghe le thì đây là con vật giống đực. Le chat là con vật giống đực, nhưng ở đây tới 2 con mèo tức là số nhiều rồi, người ta sẽ dùng là les chats. Les chats để nói về 2 con là số nhiều, thì con sẽ thay bằng in số nhiều. Tại sao? Tại vì bình thường con mèo này là les chats, nó là giống đực rồi, nên khi đổi thành số nhiều les chats, les chats sont noirs, thì con sẽ được có quyền thay thế les chats bằng in có s. In sont noirs. Các bạn hiểu chưa nè? Các con sẽ phải xác định con vật đó giống đực, và người ta cho con là đại từ số nhiều, một danh từ số nhiều, thì con phải thay bằng một đại từ số nhiều và xác định con vật đó là giống đực, thì con thay bằng in có s. Chú ý chỗ này thật chú ý cho cô nha. Đừng lo ra mà không nghe Madame nói là sai đó. Faites attention. Tiếp theo, chú ý tiếp theo là gì? Là n có s cũng thay thế cho des animaux, tức là những con vật giống cái, bắt đầu bằng chữ la. La grenouille. La grenouille là con ếch, nó bắt đầu bằng la feminine giống cái nha. Thì khi nó được chuyển sang số nhiều, nó sẽ là les grenouilles sautent. Người ta nói những con ếch, nhưng các bạn xác định con ếch này là la grenouille, nó là giống cái rồi. Bây giờ nó là danh từ số nhiều, les grenouilles. Con có quyền thay bằng n có s, n sautent. Tập
trung. Và nhớ nha các bạn rất dễ lẫn lộn ở chỗ này. Các con phải xác định con vật đó giống đực hay giống cái, sau đó con mới thay được bằng in số nhiều và en số nhiều. Bài này rất khó, các bạn phải tập trung nghe và nghe nhiều lần để các con hiểu. Sau đó các bạn thuộc rồi mới làm bài tập tốt được nha. Cô tổng hợp lại, đây là bản tổng hợp Gertien, có nghĩa là con phải học thuộc lòng các đại từ nhân xưng dùng làm chủ ngữ gồm có đại từ nào. Hãy nhìn vào bảng cho cô. Je, ri phẩy là tôi. Tu là bạn. In là anh ấy. Elle là cô ấy. Nous là chúng tôi. Vous là các bạn. In có S gọi là in số nhiều. Họ là con trai nha. En có S, en số nhiều. Họ là con gái. Khi các bạn thuộc được bảng đại từ này, các bạn sử dụng viết câu sẽ đúng và chính xác, không sai ngữ pháp. Nhớ giúp cô nha. Các bạn muốn viết giỏi, các bạn phải thuộc nằm lòng đại từ nhân xưng làm chủ ngữ là gì. Là le pronom personnel sujet gồm có những đại từ nào. Hãy thuộc cái bảng này thật thuộc và thuộc cách thay từ giống như cô giảng ở phần Faites attention phía trước. Merci. Bài học đến đây đã hết. Và những câu cô cho làm bài tập, các bạn cố gắng học thuộc bài học, học thuộc bảng Le pronom personnel sujet, đại từ nhân xưng làm chủ ngữ, để các con áp dụng vào bài tập cho chính xác. Cô mong rằng tất cả các bạn đều học giỏi và làm bài tốt. Au revoir.